Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nước tăng lực number one với taurin, inositol và vitamin cho bạn tăng thêm sức mạnh, chinh phục thử thách. Với number one, ai cũng có thể làm được hùng. Hãy uống number one. Nước tăng lực number one tăng thêm sức mạnh, chinh phục thử thách. Nắng nóng căng thẳng thế. Trà xanh không độ được làm với lá trà xanh tự nhiên, giữ nguyên tinh chất EGCG giúp bạn không lo căng thẳng mệt mỏi. Cùng chọn trà xanh không độ nên không còn lo căng thẳng mệt mỏi. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Hồ Chí Minh khởi công gói thầu 1A tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Đường dây mua bán tiền giả xuyên quốc gia lãnh án. Thị trường thuốc Việt Nam thừa thuốc bổ, thiếu thuốc điều trị. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 11, tại công viên 23 tháng 9, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao hợp đồng và động thổ gói thầu 1A thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh Bến Thành Suối Tiên. Gói thầu 1A gồm ga trung tâm Bến Thành và đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga nhà hát thành phố với kinh phí xây dựng là 4.850 tỷ đồng. Đây là cái nhà ga trung tâm của nhiều tuyến kết nối với nhau. Và đây cũng là gói thầu quyết định tới cái thời gian hoàn thành của toàn bộ tuyến. Trong gói thầu này, nhà ga Bến Thành có 4 tầng ngầm và các công trình trên mặt đất bao gồm 3 tháp thông gió, 1 khung lái sáng và 6 lối tiếp cận với nhà ga Bến Thành. Đoạn tuyến ngầm hay đường hầm chạy tàu này của tuyến metro số 1 có chiều dài 515 m. Việc triển khai xây dựng và hoàn thành gói thầu 1A đồng nghĩa với việc tiến độ hoàn thành dự án đưa tuyến metro số 1 vào khai thác vận hành sẽ là năm 2020. Vừa qua, dự án sổ tiêm chủng trên ứng dụng Zalo vừa được Bộ Y tế ra mắt thử nghiệm nhằm mục đích hỗ trợ giúp các bậc phụ huynh dễ dàng theo dõi quá trình tiêm chủng của bé. Đây được xem là một chương trình mang tính ứng dụng cao nên đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo phụ huynh. Các chức năng của sổ tiêm chủng khá đơn giản, bao gồm tạo sổ tiêm, theo dõi lịch tiêm. Phụ huynh có thể sử dụng ứng dụng bằng cách nhập các thông tin gồm tên bé, ngày sinh, giới tính. Ngoài ra cũng nên lưu ý nhập ngày sinh chính xác và hạn chế thay đổi ngày sinh vì sẽ ảnh hưởng đến lịch tiêm khuyến cáo. Tốt là có cái là mình làm này kia về bận rộn tới mấy ngày đó gần tới thì ấy mình khỏi cần suy nghĩ tới nhiều. Ngoài ra phụ huynh cũng có thể theo dõi lịch tiêm dự kiến và theo dõi mũi tiêm bằng cách bấm vào biểu tượng của bé, sau đó bấm vào từng mũi tiêm và cập nhật thông tin mũi tiêm của bé rồi bấm vào tab báo cáo để xem báo cáo tổng hợp quá trình tiêm. Mong rằng ứng dụng này sẽ nhanh chóng được áp dụng sớm nhất, góp phần giúp các bậc phụ huynh đảm bảo đúng lịch trình tiêm chủng cho con em, đồng thời tiết kiệm được thời gian theo dõi mà vẫn có thể bảo vệ được sức khỏe của bé ngay tại nhà. Chiều ngày 16 tháng 11, trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam, Hoàng tử Anh William đã có những phút giây thư giãn khi tản bộ trên phố cổ Hà Nội, tham quan phố phường và uống cà phê vỉa hè. Công tước xứ Cambridge tới Việt Nam ngày 16 tháng 11, đây là lần đầu tiên hoàng tử William có chuyến thăm Việt Nam. Ngoài hoạt động chính là tham dự hội nghị về phòng chống mua bán trái phép động vật hoang dã, hoàng tử cũng thích đi dạo ngắm nhìn phố phường Hà Nội và gặp gỡ những người dân Việt Nam. Hoàng tử William đã đi dạo phố cổ Hà Nội và ghé thăm một cửa hàng bán thuốc đông y. Sau đó, hoàng tử thăm một trường tiểu học trước khi ghé một quán cà phê và trò chuyện cùng mọi người. Tại đây, hoàng tử đã cùng mọi người thảo luận về thái độ của xã hội đối với các sản phẩm của động vật hoang dã do mua bán trái phép và hành động của mỗi người nhằm đạt được những thay đổi trong hành động và nhận thức. Buổi tối cùng ngày, hoàng tử nước Anh đã đến thăm đền Ngọc Sơn và Hồ Gươm. Thưa quý vị, tại Đắk Lắk, cầu Buôn Chấp bắc ngang qua dòng sông Krông Anna, huyện Krông Anna vừa được khánh thành vào tháng 6 vừa qua. Thế nhưng hiện nay, cây cầu này đã bị hư hỏng nặng chỉ vì một trận lũ vào đầu tháng 11. Cầu Buôn Chấp được khởi công xây dựng vào năm 2009 và đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm 2016, tổng vốn đầu tư trên 16 tỷ đồng. Thế nhưng sau trận lũ vào đầu tháng 11 vừa qua, thì cầu đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Cái việc nứt và lún, sụt lún cái đường dẫn đầu cầu á, gây ra cái sự bức xúc trong dư luận. Chất lượng thì cũng kiến nghị các ngành, các cấp xem xét, kiểm tra, khắc phục. Đường dẫn vào đầu cầu mặt đường nứt một đoạn dài hơn 50 mét, có đoạn lún sâu cả mét như một hàm ếch. Mố cầu hai bên bị nứt từ chân cầu đến mặt đất, gây nguy hiểm cho việc qua lại của các phương tiện. Khó nhất hiện nay là địa phương đang xuống giống vụ đông xuân. Hơn 2.000 hecta lúa của cánh đồng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk này đang gặp nhiều trở ngại,
Ủy ban nhân dân huyện Krông Anna đã có văn bản trình lên Sở Giao thông Vận tải để có hướng xử lý đảm bảo việc đi lại cho người dân, đồng thời kiến nghị làm rõ nguyên nhân khiến cầu bị hư hỏng. Thưa quý vị, ngày hôm qua lại xảy ra thêm một vụ sập cần cẩu. Lần này là tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cần cẩu đang thi công công trình đã bất ngờ đổ sập xuống nhà một người dân, khiến 5 người ở trong nhà hốt hoảng chạy thoát thân. Khoảng 15 giờ 35 phút ngày 16 tháng 11, cần cẩu thi công một công trình trên đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định bất ngờ đổ sập đè lên ngôi nhà của ông Nguyễn Đình Kiệt, khu vực 3, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn. Vụ gãy cần cẩu này khiến phòng trên cùng của ngôi nhà ông Kiệt bị hư hỏng sập tường. Nhiều người dân ở gần hiện trường cũng một phen hoảng loạn khi nghe tiếng va đập của cần cẩu lên mái nhà ông Kiệt. Những hộ dân này cho biết rất bất an khi các cần cẩu lớn đang thi công sát nhà mình. Theo thanh tra Sở Xây dựng Bình Định, đơn vị thi công có cần cẩu bị gãy là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Bình Định. Chiều tối cùng ngày 16 tháng 11, các bên đã tiến hành giám định hiện trường để xác định mức độ thiệt hại do sự cố gãy cần cẩu gây ra. Đại diện đơn vị thi công cũng cam kết bồi thường thiệt hại cho người dân. Chiều ngày 16 tháng 11, một vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 6 xe ô tô trên đường Bùi Văn Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã khiến giao thông ùn tắc kéo dài trên đường. Khoảng 16 giờ chiều ngày 16 tháng 11, chiếc xe tải chở theo gỗ ván ép chạy với tốc độ nhanh trên đường Bùi Văn Hòa, hướng từ công viên Tam Hiệp vòng xoay cổng 11. Khi đến địa phận ngã tư chợ K8, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, thì xảy ra va chạm vào chiếc đầu kéo container đang lưu thông chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cho hai xe này tiếp tục va chạm vào 4 chiếc ô tô khác đang cùng lưu thông trên đường, tạo thành cú va chạm liên hoàn. Thiệt hại nặng nhất là xe khách biển kiểm soát 51B10174 đang chở hàng chục người đi hành hương trên xe về Biên Hòa. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, trong mấy ngày gần đây, rất nhiều thuê bao di động đã nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ có đầu số quốc tế giống nhau như 224, 252, 232 v.v. Theo nhận định của các chuyên gia, khả năng đây là hình thức lừa đảo ăn cắp cước viễn thông từ các đầu số vệ tinh. Người nghe sẽ mất khá nhiều tiền nếu như thực hiện cuộc gọi lại. Chị Ngọc Tú chỉ là một trong số rất nhiều thuê bao của nhà mạng Mobifone nhận được cuộc gọi từ số máy lạ vào lúc nửa đêm. Do tưởng là số người nhà từ nước ngoài gọi về nên chị Tú đã gọi lại. Trong những cái ngày gần đây thì mình liên tục nhận được những cái cuộc gọi có đầu số lạ rất là dài. Toàn gọi vào ban đêm mà nháy rất là nhiều lần. Nên là mình thì cũng có người nhà ở bên nước ngoài nên là mình cũng có gọi lại. Theo ghi nhận của phóng viên, đa phần các cuộc gọi lạ từ đầu số Somali này đều hướng vào các thuê bao của mạng Mobifone. Các mạng di động khác chỉ ghi nhận vài trường hợp lẻ tẻ. Nếu ai không biết và gọi lại thì sẽ bị tính cước quốc tế là 13.800 đồng một phút. Theo Mobifone, nhà mạng này ngoài việc phân loại và chặn các số máy khả nghi, Mobifone cũng đã liên lạc với các đối tác roaming quốc tế để có biện pháp xử lý ngay từ đầu gọi đi. Các cái đối tượng lừa đảo sử dụng các cái thiết bị chuyên dụng có thể điều khiển thông qua máy tính để thực hiện liên tiếp các cái cuộc gọi nhỡ lừa đảo. Và các cuộc gọi nhỡ này thì diễn ra trong cái thời gian rất là ngắn, nhằm mục đích là người sử dụng không kịp nhấc điện thoại. Cũng theo các chuyên gia, thường các cuộc gọi lừa đảo có thời gian chờ ngắn hơn các cuộc gọi thông thường và là các đầu số lạ từ nước ngoài. Vì thế, trong trường hợp có người thân hay bạn bè ở nước ngoài thì các thuê bao chỉ nên gọi và chỉ gọi lại vào các số hay liên lạc. Chiều ngày 16 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên phạt theo quy định của pháp luật các đối tượng trong vụ vận chuyển lưu hành tiền giả. Các đối tượng nói trên bao gồm Hoàng Thị Thủy, sinh năm 1980, ngụ thành phố Hà Nội, 19 năm tù vì tội vận chuyển lưu hành tiền giả và 1 năm tù vì tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Nguyễn Công Trung, sinh năm 1972, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, 15 năm tù. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh năm 1969, ngụ tỉnh Tiền Giang, 14 năm tù. Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1992, ngụ thành phố Cần Thơ, 15 năm tù. Hồ Thị Lệ Thu, sinh năm 1971, ngụ thành phố Cần Thơ, 6 năm tù cùng vì tội vận chuyển lưu hành tiền giả. Các bị cáo khác nhận mức án từ 3 đến 5 năm tù. Điều đáng nói, hầu hết các bị cáo đều có quan hệ họ hàng với nhau. Trước đó, do hám lợi nên từ tháng 5 năm 2015, Hoàng Thị Thủy đã 3 lần sang Trung Quốc mua tiền giả. Sau đó bán lại cho Trung, Thanh Thủy, Sơn, Thu để hưởng chênh lệch. Ngoài ra, Thủy còn lấy nguồn tiền giả từ một người tên Yến, không rõ tên, địa chỉ và bán lại cho Sơn. Tổng cộng, Thủy bán cho các bị cáo gần 1 tỷ đồng tiền Việt Nam giả, thu lợi bất chính trên 300 triệu đồng. Ngày 13 tháng 1 năm 2016, khi đang trên đường nhận tiền giả và tiêu thụ thì Sơn bị công an thành phố Cần Thơ phát hiện và bắt giữ. Cuối cùng là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, một nghịch lý của thị trường thuốc tân dược đã tồn tại nhiều năm nay, đó là việc tăng nhanh các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng nhưng lại thiếu các loại thuốc điều trị biệt dược. Do đó, để đáp ứng nhu cầu điều trị, phần lớn thuốc biệt dược hiện nay phải được nhập khẩu từ nước ngoài. Ước tính, giá trị nhập khẩu đang chiếm khoảng một nửa doanh thu của thị trường dược phẩm.
Những đơn thuốc được kê như thế này không khó để tìm thấy tại các bệnh viện cũng như các cửa hàng thuốc. Thực phẩm chức năng, vitamin hay thuốc bổ vẫn chiếm phần lớn trong các đơn thuốc, với lời nhắn là hỗ trợ điều trị bệnh hay nâng cao sức đề kháng. Thì mình cứ ra đây thì người ta kê cho mình loại gì thì mình mua loại đấy thôi. Tại các cửa hàng thuốc, thực phẩm chức năng, thuốc bổ, vitamin không thiếu, nhưng thuốc đặc trị như tim mạch, gây mê, giải độc và biệt dược thì chủ yếu là thuốc nhập khẩu, và hầu hết thuốc trong nước chỉ chữa các bệnh thông thường. Theo khảo sát, có tới 71% thuốc điều trị ở Việt Nam đã hết bảo hộ bản quyền. Tuy nhiên, các loại này chỉ dùng để chữa các loại bệnh thông thường và lượng thuốc biệt dược phải nhập khẩu hàng năm đã tăng lên con số khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay một số những cái thuốc mà còn bản quyền, và bản quyền là chúng ta không được sản xuất. Thế còn những thuốc biệt dược thì chúng ta hiện nay thì các bác sĩ vẫn ưu tiên vẫn quan tâm dùng đến các loại đó. Thì thực ra là chúng ta chưa sản xuất được. Việc phải phụ thuộc vào các loại thuốc nhập khẩu sẽ khiến cho ngành y tế không chủ động được nguồn cung. Việc bắt tay của các hãng nhập khẩu để làm giá thuốc cũng khó mà có cơ chế giám sát và xử lý, và đó sẽ là gánh nặng với người bệnh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Lâm Đồng điều tra vụ phá rừng thông đầu nguồn. Quảng Ngãi nuôi cá đối kết hợp nuôi tôm, nông dân vui mừng vì thành công ngoài mong đợi. Trại giam Đắk Lao Đắk Nông chăm lo giáo dục cải tạo phạm nhân.